Hey yo, what's up guys? Welcome back to my channel, Emiro here. It's a long, long time no see. How are you? First, I want to say sorry because last week I went for a picnic with my team in my company, so I cannot upload video every day. However, I have uploads on video vlog on my channel, some vlog my life, my trip. By the way, don't forget I still upload video every day on Charlie channel, because you know on my channel YouTube banned my channel. No advertisement, no money. So I'm trying make video vlog maybe YouTube will open make money on my channel again. Okay, don't forget this. Today I will make video about Remy. He's a bad player. He is a bad player with my rocket Worldbreaker. His deck is so cool. And since you know, the last season he finished top 4. It's crazy, right? Okay, let's go. Don't forget the follow. His Twitter, I will post on below the description video. Twitter. Okay, let's go. Let's check it out. First game. Hello anh em. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình, Emro đây. Okay, the first matchup we have three musketeers. It drop my Worldbreaker. Good. Sorry guys, because my English not good, so I'm back in Vietnamese. Hello again, quay trở lại với lại cái matchup này. Remy, anh ta là một player đánh rất hay với cái deck này. Mình biết anh ta từ những ngày đầu mà khi mà anh ta chơi khi mà Miner Worldbreaker được book thì phải nói là cái deck này khá là mạnh, nhưng mà sau một vài thời gian thì phải nói là cái deck này gần như nó không còn mạnh nữa. Đặc biệt nó khá là có kén người chơi. Đấy, các bạn thấy là cái pha này xử lý đang xử lý cực kỳ lỗi, bởi vì là rất là nguy hiểm khi mà ngay từ ban đầu anh ta bị mất một cái, gần như ngay từ ban đầu anh ta mất một lượng lớn máu, và gần như cái trụ phía bên phải đã gần mất hết máu rồi. Các bạn nhìn thấy là một pha thủ lỗi thôi thì gần như đã mất cái trụ. Mình không check cái kết quả ngay từ ban đầu, nên là mình sẽ xem là Remy anh ta sẽ xử lý như thế nào đây. Mình không xả một đàn Royal Hawk ở ngay phía bên phải, nhưng mà Remy anh ta biết được rằng là deck của Three Musketeers này không có một cái spell nào, vì vậy anh ta chắc chắn sẽ thủ. Và anh ta sẽ thủ rất chặt trong cái turn tiếp theo. Tiếp tục là Benny. Wow. Anh ta biết được rằng là trong turn vừa rồi, nếu anh ta thả một con nguyên rớt thì trong cái turn tiếp theo anh ta sẽ rất có để defend. Thì đúng rồi, thả một con thả Worldbreaker phía bên này. Một con 32 lỗi mà chúng ta đã có rất một đam đến từ Worldbreaker. Miner tiếp tục đẩy lên, Scott thả về phía bên kia. Mình thấy là cái deck Three Musketeers này ngay từ ban đầu đã có một lợi thế rất lớn, tuy nhiên thì có một cái điều đặc biệt, đó chính là cái deck này nó rất là hơi tù, bởi vì tù và như nào, bởi vì là nó không có một cái spell to để có thể ăn một cái đam. Dùng 13 nip để đi dùng Worldbreaker để chặn được. Tuy nhiên là một cái lượng máu như thế này thì anh ta có thể thủ được không? Mình nghĩ là có thể thủ được, bởi vì cái deck của Three Musketeers này nó không có spell to. Và 78 máu và 94 máu, thực sự là anh ta vẫn có thể thủ được, nhất là thủ chặn. Anh ta phải chắc chắn phải sử dụng một con Valkyrie hoặc là dùng đấy để defend. Một cái matchup này phải nói là hay. Rocket đâu? Tornado và Rocket Time. Good. Ben Bomb Tower. Ben đã làm gì làm. Bunky đầu Goblin. Defend cực tốt đến từ Remy Ace. Cực kỳ tốt. Worldbreaker đẩy lên Miner để xuống. Anh ta phải sử dụng một con Hunter. What the fuck?
What the fuck? Holy shit! Đây là một cái bất chấp mình phải nói là wow, wow. Nếu như ai đã từng chơi cái Three Musketeers, đặc biệt là cái bất chấp, đặc biệt là những cái deck Three Musketeers không có Fireball, thì gần như là những cái bất chấp kiểu này nó khá là tù, nó khá gọi phải nói là gây ức chế cho những các player. Khi ngay từ ban đầu khi mà player này anh ta đã có lợi thế rất 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 nhiều, nhưng mà gần như anh ta không không ăn được cái trụ. Wow, phải nói là wow wow wow. Ok, Rainbow và Rainbow, let's go. Game number 2. Ok, Rainbow anh ta chơi Rare Giant, Hunter, Fireball. Đây là phải deck phải nói là cực kỳ là khó chịu. Mình không thích một deck này một chút nào, đặc biệt là deck này nó đây là một phiên bản mà wow. Đây không phải là phiên bản của Fisherman, mà đây là Rainbow anh ta sử dụng con Electro Quizzes. Có cả Fisherman đây rồi, nhỉ. Yeah. Các bạn còn nhớ là cái deck cũ chúng ta sẽ có một đàn bass này, Lord này, nhưng có khi là họ sử dụng bằng Barbarian Barrels. Nhưng mà các bạn biết là hiện tại bass bị giảm cái tốc độ đam, tốc độ cắn của con bass, thì vì vậy là mình thấy là khá là khó chịu. Con bass hình như yếu hơn so với lại cái mùa trước, yếu hơn nhiều, khá nhiều đấy. Fisherman né được quả bom của rồi con IC Wizard và làm việc kỳ tốt. Sử dụng như thế nào đây? Workbreaker vẫn có một đam của Workbreaker. Các bạn biết là cái turn vừa rồi khi mà con Musketeer con Valkyrie làm tanh gì, thực sự phải nói là con Workbreaker nó rất là thông minh. cái điểm của con Hunter đó chính là cái đam của nó là đã ăn rộng. Tuy nhiên thì các bạn thấy là cái turn vừa rồi khi mà cái tia súng của tia đạn của con Hunter nó lại không trúng vào con Workbreaker, vì vậy là cái đấy là Workbreaker vẫn bảo trụ và chúng ta sẽ có một đam như đó. Một đam của Workbreaker là bị 400 máu gì đấy, không nhớ. Hay là quay trở lại, không có một hit từ Goblinker, dùng Goblin. Rất tốt. Tuy nhiên thì mình thấy cái deck của Rainbow này ta khá là khó chịu, bởi vì là có Fisherman, con này nó có thể kéo vào Monkey, nó sẽ lùi về phía của con Fisherman và nó làm cho là chúng ta không thể con Valky gần như là không defend được con Dryer Dragon. Hunter đi một phía bên kia, Rocket đây rồi. Miner đẩy lên Hunter, có Workbreaker. Ui, phải một con Evip cực kỳ là chuẩn xác. Nếu mà trong cái turn vừa rồi khi mà con Evip không chỉ cần chậm hơn nửa nhịp thôi, thì chúng ta thấy một cái turn là phải nói là mất máu rất nhiều đến từ con hai con Walker. Và cục diện của trận đấu sẽ thay đổi khá nhiều. Tornado Tornado mùa này hút cực kỳ mạnh, sẽ có một hit của Royal Dragon. Đúng rồi, khi mà support của con Evip phần Electro Wizard phía sau thì thật tốt. Remy anh ta đang bất lợi thế hơn rất nhiều, bởi vì có đâu không anh ta cứ đẩy con Fisherman như vậy, và bên Rainbow anh ta đẩy Fisherman như vậy thực sự là khó chịu. Hunter ở bắn khi Fireball tối rồi. Fireball thực ra là trúng được vào với Tom Potter, tuy nhiên thì Goblin và Valkyrie làm việc cực kỳ tốt. Awip không có một hit nào đến từ Workbreaker, một Awip và một con một con IC Heal Spirit là chặn được rồi. Tuy nhiên thì các bạn biết là cái thời điểm hiện tại thì đam từ Rocket đây rồi, cực chuẩn vậy. Các bạn biết là cái hiện tại cái mùa giải này thì tất cả các drop và tất cả các spell đều ram đam lên trụ, vì vậy là cái thời điểm này Rainbow anh ta cũng không thể cycle Fireball được, và anh ta cố bắt buộc anh ta phải đẩy phải đẩy Royal Dragon. Còn bây giờ thời điểm bãi nữa đẩy xuống, chúng ta sẽ có một Tornado Fireball. Good job.
Hay quá, những cái matchup này phải nói là đánh cực kỳ bài bản và cực kỳ thông minh. Okay, let's go, game number 3. Okay, come back. Lại là Royal Giant, lại là Fisherman. Lại là cái deck này. Chúng ta cùng tua nhanh xem là cái deck đánh của Reme có khác gì hơn một chút không ta. Bởi vì đây là hai cái deck thực sự là phải nói các bạn biết là cái matchup vừa rồi Reme tay anh ta xử lý hay không. Như vậy khi mà có văn chắc chắn anh ta sử dụng văn thì defend anh ta cố gắng là cycle rất nhanh có văn thi cycle rất nhanh văn thi luôn miner đẩy lên và rocket nó đây là một cái deck mà một bắt chắc là phải thiên về VBA tầm 5-5 đấy. Các bạn thấy là cái thời điểm này bạn các bạn nên nhớ rằng là đam của tornado lên trụ là 70 cộng với lại mình không nhớ là đam của rocket là bao nhiêu. Và đây là thời điểm rocket. Ok, mà chắc phải đơn giản cho rất là đơn giản cho Remy. Ok, và chúng ta sẽ đến vòng game cuối cùng, let's go. Đây deck gì đây? Deck này khá là khá là thú vị. Các bạn biết là đây mấy trong là mấy tuần thứ hai thôi, tuần thứ hai chúng ta có phải chúng ta hầu hết là tầm 4-5 tuần thì sẽ có một cái mùa là một thời gian điểm cho một mùa giải. Vì vậy là những cái matchup ở thời điểm hiện tại này nó không nó đâu đó là nó vẫn chưa hình thành meta. Nên là đôi khi là chúng ta bắt đối diện với những cái deck mà không phải là meta thì chúng ta còn khó đánh hơn cả gặp meta nữa cơ. Cái deck này khá là thú vị bởi vì khi các bạn biết là khi mà các bạn đánh một deck ấy, thì các bạn phải hiểu rõ được là cho dù đối phương không cần biết đối phương ấy đánh deck như thế nào, các bạn cần phải hiểu rõ được bản chất của cái deck của bạn là các bạn phải giữ được con nào để tiêu thủ, các bạn phải dùng Sparky để thủ Prince là rồi dùng mấy chắc chắn là Rocket sẽ dùng cho Sparky trong cái thời này Rocket thôi chuẩn luôn. Bởi vì là thông thường các bạn biết được là với những cái deck mà có Rocket với những cái deck mà có Sparky thì anh gần như là chỉ có hai thông thường là chỉ có hai win condition thôi. Đâu đó chúng ta vẫn deck thấy cái deck mà có 3 win condition như kiểu deck của Hawk này, Royal Horizon và Sparky, đó là 3 thẻ win condition luôn. Thì chắc chắn là chúng ta sẽ sử dụng Rocket để giết được Sparky. Còn những con khác còn hai cái thẻ win condition còn lại thì chúng ta sẽ defend luôn. Đấy các bạn thấy là sơn này Remy anh ta phải cố gắng là thì quen. Tuy nhiên trong các bạn thấy là cái tên này mất chắc khi nó khó chịu. Đấy mình phải nói là không cần, chúng ta không cần phải đánh với meta, chúng ta có đánh off với meta rồi. Các bạn thấy là cái sự khó khăn thì các bạn chỉ gặp những cái kiểu này có cả Wizard, có cả Bandit, hoặc là Battlemiller. Mất chắc mình phải nói thú vị, mình nên xem. Interesting matchup. Để đi. Và đây là thời điểm Rocket, chúng ta cần đợi Rocket luôn. Không cần phải nghĩ, chúng ta Rocket luôn, cứ Sparky Rocket thôi.
phá nguyên rớt ở bên kia bắn rất đau. Tuy nhiên thì phải dùng mana lên banh chặn ngay nguyên rớt vào bạn. Chặn như thế nào đây, mình nghĩ là phải đổi hướng của Rock Town. Và đây là thời điểm sử dụng Miner Goblin. Phải chặn được 3 Goblin trước. Đúng rồi, Wizard đẩy lên Banki. Đây là thời điểm chặn. Dùng Banki đẩy lên Bomb Tower Defend đã. Còn Wizard ở ngay bên kia thì không quan tâm cho lắm. Và Rocket Time, good job. Đẩy Banki, đẩy một Miner Goblin cực kỳ nhanh. Con này cũng được Tornado và đây là thời điểm Rocket. Quá hay. Excellent. Okay, thank you guys. Don't forget subscribe, follow Remy H. His Twitter. I will post his Twitter link below the description video and comment. And thanks for watching today. Thanks for watching and don't forget subscribe and Tali channel and both and everyone channel. I upload video every day. Daily. Okay, thank you. Cảm ơn mọi người đã xem nha. Bye bye. See you.